Trong ngày hôm nay, phiên tòa tiếp tục diễn ra phần tranh tụng. Diễn biến của phần tranh tụng cho thấy việc 8 bị cáo bỏ trốn đã gây nhiều khó khăn cho chính các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo. Trong phiên xét xử hôm nay, các luật sư bảo chữa cho bị cáo tiếp tục đưa ra quan điểm bảo vệ thân chủ. Trong phần trình bày của mình, luật sư bảo chữa cho bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, bị cáo Bồ Ngọc Thu cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai đề nghị thay đổi quan điểm luận tội đối với thân chủ của mình theo hướng đổi tội danh. Tuy nhiên, theo đại diện Viện kiểm sát, căn cứ diễn biến phiên tòa và hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng có đủ căn cứ xác định bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chỉ đạo các bị cáo là nhân viên dưới quyền thực hiện quy trình 70 bước để thông thầu, gian lận đấu thầu và trúng 16 gói thầu tại dự án bệnh viện Đồng Nai. Bà Nhàn còn chỉ đạo thành lập các công ty quân xanh nhằm giúp AIC trúng thầu thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỷ đồng. Còn các bị cáo Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ và Bồ Ngọc Thu đã nhận hối lộ hơn 43 tỷ đồng từ bà Nhàn và công ty AIC để giúp doanh nghiệp này tham dự và trúng 16 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, ông Trần Đình Thành cùng đồng phạm đã thừa nhận cáo buộc các bị cáo cũng tích cực khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ nên Viện Kiểm sát đề nghị tòa sơ thẩm xem xét, đánh giá đá khi lượng hình. Theo đại diện Viện Kiểm sát, trong số 36 bị cáo của vụ án, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và 7 người khác đã bỏ trốn dù được kêu gọi ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Việc tòa án xét xử các bị cáo, kể cả 8 bị cáo vắng mặt là kịp thời, đúng trình tự thủ tục về tố tụng hình sự.